Ninh Bình tiếp nhận cách ly 198 người về từ Hàn Quốc. Trong 2 ngày qua, Ninh Bình đã đón tiếp tiến hành cách ly tập trung đối với 198 người trở về từ Hàn Quốc, trong đó 25 trường hợp trở về từ vùng có dịch đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Chiều nay, 3/3, 3, thông tin từ Sở Y tế Ninh Bình cho biết, trong 2 ngày 2 và 3/3, 3, tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận 198 trường hợp người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc. Toàn bộ 198 người này đều được thực hiện cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh và trung đoàn 855 thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình. Theo đó, có 79 người được cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh Ninh Bình và còn lại trên 100 người được cách ly tập trung tại trung đoàn 855 bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình. Những người được cách ly tập trung là các sinh viên, người lao động của tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận đang sinh sống, lao động và học tập tại Hàn Quốc trở về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh. Tại khu vực cách ly, các xe chở khách được phun thuốc khử khuẩn. Các trường hợp cách ly đều được cán bộ, nhân viên y tế thuộc trung đoàn 855, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình thăm khám sức khỏe, đo nhiệt độ, huyết áp theo quy định. Theo Sở Y tế Ninh Bình, khi tiếp nhận các công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc, quá trình khám sức khỏe ban đầu cho thấy tất cả các trường hợp cách ly tập trung đều không có biểu hiện sốt. Tuy nhiên, sau khi thăm khám sức khỏe ban đầu, ngành y tế, đã sàng lọc, và quyết định lấy mẫu 25 trường hợp gửi đi xét nghiệm COVID-19. Tại Viện Vệ sinh Dịch Tễ Tư gồm 17 người trở về từ hai tỉnh có dịch của Hàn Quốc là Đi và Bắc Giang Sang, còn lại 8 người trở về từ các vùng khác của Hàn Quốc, nhưng có các biểu hiện mệt mỏi, rát họng sau hành trình di chuyển dài. Trước đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân Khu 3 về việc chuẩn bị tiếp nhận 230 công dân Việt Nam từ vùng dịch của các nước trở về địa phương. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo trường quân sự tỉnh và trung đoàn 855 đã xây dựng kế hoạch chi tiết để chuẩn bị đón công dân gồm thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị như bố trí nhà ở tiếp đón công dân, chuẩn bị giường nằm, nhà ăn, sẵn sàng các trang thiết bị cần thiết cũng như nhu yếu phẩm phục vụ cho việc ăn ở của 230 công dân trong 14 ngày cách ly theo dõi sức khỏe. Việc cách ly phải chia từng khu và số người đến cũng được chia theo từng đợt để theo dõi, sàng lọc chặt chẽ bạn hãy tham gia bình luận dưới video về chủ đề này nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại